Đến thăm mô hình gieo mạ khay, máy cấy ở xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần hỏi thăm về ưu điểm của phương thức canh tác mới này của bà con và vui mừng khi biết bà con đã áp dụng công nghệ số vào sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp bền vững. Đánh giá cao hiệu quả mô hình hợp tác xã nông nghiệp tại xã Hưng Long, Thủ tướng đề nghị cần đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, hình thành các hợp tác xã để liên kết hỗ trợ nông dân, hình thành kinh tế chia sẻ, bố trí đất đai phù hợp cho mô hình canh tác mới. Trong quá trình này, phải luôn thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động, đầu tư phát triển hạ tầng để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Báo cáo với Thủ tướng đến bây giờ là đời sống của nông dân ở vùng sâu vùng xa như thế này là đổi sắc thay màu là rất lớn, hiệu quả kinh tế cao. Trong sản xuất nông nghiệp có 5 khâu thì hiện bây giờ đã có 4 khâu là cơ giới hóa đồng bộ. Một là khâu thủy nông để dùng toàn bộ máy bơm điện. Khâu thứ hai là khâu làm đất dùng toàn bộ bằng máy cày lớn. Khâu thứ ba là phòng trừ sâu bệnh dùng máy bình bơm điện, bình áp lực và đã máy bay không người lái. Khâu thứ tư là khâu thu hoạch là dùng máy gặt đập liên hoàn. Rất là hoan nghênh các bác, các anh, các chị. Trong quá trình làm thì luôn luôn phải đổi mới, luôn luôn phải thay đổi cái phương pháp cách làm cho nó phù hợp và phải ứng dụng khoa học công nghệ vào để mình làm cho nó giảm cái chi phí và nâng cao cái tăng năng suất lao động thì nó mới tạo ra cái sản phẩm có đủ sức cạnh tranh không những trong nước mà thế giới. Bên cạnh đó phải giúp đỡ cho họ, cấp nào là phải chủ động giải quyết cái cấp đó theo thẩm quyền, cả về chính sách, cả về phát triển hợp tác xã, rồi cả về hỗ trợ người nông dân. Trải nghiệm lái máy cấy mạ khay trên cánh đồng xã Hưng Long, đồng thời lắng nghe người nông dân chia sẻ về đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, thu nhập tăng lên. Thủ tướng bày tỏ vui mừng và đề nghị chính quyền xã, huyện, tỉnh phải tích cực hỗ trợ nông dân hơn nữa, nghiên cứu vận dụng hình thức hợp tác công tư phù hợp trên tinh thần hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng cũng đề nghị người nông dân từ chính thực tiễn và kinh nghiệm của mình tham gia đóng góp xây dựng cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tiếp đó, Thủ tướng đã đến thăm vùng sản xuất cà rốt của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tìm hiểu về việc canh tác cà rốt, các loại rau sạch và thu nhập của người nông dân. Thủ tướng yêu cầu phải tăng cường sản xuất nông nghiệp sạch, ít phát thải. Cà rốt cũng là loại rau củ quả được sử dụng rộng rãi trong sản phẩm Hala. Do đó, Thủ tướng yêu cầu cần thúc đẩy sản xuất cà rốt vào thị trường Trung Đông và mở rộng đến nhiều thị trường khác có nhu cầu. Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần hỗ trợ bà con nâng cao chất lượng nông sản, làm giàu trên chính mảnh đất của mình, đồng thời nhấn mạnh 5 yếu tố quan trọng trong phát triển nông nghiệp bền vững. Không phải trồng mà lại được. Người nông dân phải làm gì? Người nông dân phải góp phần xây dựng thương hiệu, đúng không? Bộ Khoa học Công nghệ phải xây dựng thương hiệu cùng với các bác, các anh chị em ở đây. Cái thứ hai là chính quyền các cấp là phải quy hoạch cái vùng nguyên liệu, quy hoạch phải tính cái hiệu quả chất đất. Cái thứ ba là phải có cái doanh nghiệp, cái anh chị em mình phải liên kết với nhau thành lập hợp tác xã, thành lập doanh nghiệp để họ tiêu thụ sản phẩm cho mình, để cung ứng cái vật tư cho mình. Cái thứ tư là phải có cái khoa học công nghệ đấy, vào để hỗ trợ mình chỉ dẫn địa lý, rồi nâng cao tăng năng suất lao động, vân vân. Đấy, cái thứ năm là phải có ngân hàng, nó hỗ trợ vay vốn. Thủ tướng cũng đã đến thăm cơ sở sơ chế cà rốt của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Chính, thực hiện nghi thức cắt băng làm lễ xuất khẩu lô hàng cà rốt đầu xuân Giáp Thìn đi Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Âu. Thủ tướng lưu ý cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngân hàng phải vào cuộc cùng với doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà máy chế biến với công nghệ và thiết bị hiện đại, đầu tư chế biến sâu, tự động hóa nhiều hơn để nâng cao chất lượng sản phẩm. Thủ tướng cũng đề nghị chú trọng đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh để gia tăng giá trị nông sản xuất khẩu với tinh thần mạnh mẽ, táo bạo hơn nữa. Thủ tướng lưu ý cần chủ động tìm thêm bạn hàng lớn trên thế giới để đa dạng hóa chuỗi cung ứng, thị trường, tăng cường sản xuất xanh, áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp.